Kỳ họp thứ 30 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo với lý do ông đã suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cụ thể, theo bài viết hôm 31 tháng 10 của ông Phạm Đức Tiến, vụ trưởng vụ nghiên cứu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì ông Chu Hảo đã có một quá trình vi phạm kéo dài và có tính hệ thống từ năm 2005 đến nay, chủ yếu trên 3 điểm. Thứ nhất, với cương vị giám đốc nhà xuất bản tri thức, ông Hạo đã xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung trái với đường lối, chủ trương của đảng, như các cuốn Đường về nô lệ của F.A. h cuốn Các mát của Peter Singer, các cuốn Tranh luận để đồng thuận, Việt Nam thay đổi và hạnh phúc, và ông Sáu dân trong lòng dân của nhóm tác giả trong nước. Thứ hai, ông Hảo đã tham gia soạn nhiều kiến nghị, bài viết có nội dung vi phạm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết chỉ thị của đảng như các kiến nghị đòi đa đảng, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Thứ ba, dù không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý, ông Hảo đã sáng lập nhiều hội, nhóm để truyền bá tư tưởng đối nghịch của mình, như nhóm ký nghị 72, diễn đàn xã hội dân sự, nhóm kiến nghị 61, nhóm tinh thần khai minh, vân vân. Như vậy, ông Chu Hảo đã vi phạm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của đảng một cách liên tục và có hệ thống trong vòng 13 năm dù đã bị kỷ luật nhắc nhở nhiều lần. Việc kỷ luật ông Chu Hảo là hợp lý nếu xét theo nguyên tắc của tổ chức. Do đó, ngày 15 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã ra thông cáo báo chí tuyên bố kỷ luật ông Chu Hảo bằng hành thức khai trừ do ông Hảo không chấp hành quy định của đảng, có hành vi chống đối và tự diễn biến. Từ ngày 25 tháng 10 đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã ồ ạt đưa tin sai sự thật về vụ việc này để phục vụ mục đích tuyên truyền chống chế độ. Trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền theo hướng này giảm về số người viết và số bài viết, nhưng giữ nguyên tâm ảnh hưởng đến các nhóm người chống đối, bất mãn trong xã hội. Về mặt thành phần, hiện hướng tuyên truyền này được chủ yếu thực hiện bởi nhóm diễn đàn xã hội dân sự. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, trang báo Việt Nam của nhóm này đã công bố một bức thư ngõ phản đối quyết định kỷ luật ông Chu Hảo do 81 học giả nước ngoài ký tên. Trong tuần qua, các trang tin nước ngoài như BBC, VOA, RFA, Việt Tân và Phạm Thị Hoài tiếp tục phỏng vấn các đảng viên bỏ đảng, đồng thời đưa tin về bức thư trên để tuyên truyền. Ngoài ra, trang Facebook Hội những người ủng hộ giáo sư Chu Hảo do Nguyễn Trang Dung tham gia, quản trị, vẫn tiếp tục đăng bài viết mới. Về mặt luận điệu, các tổ chức cá nhân vừa nêu đang tập trung khai thác một thông điệp chủ đạo. Họ nói rằng Chu Hảo là một trí thức trụ cột đã dùng biệt xuất bản sách để du nhập những kiến thức nền tảng của thế giới về Việt Nam. Họ nói, đảng kỷ luật ông Chu Hảo vì muốn ngăn cấm những cuốn sách đó nhằm bưng bít thông tin và thi hành chính sách ngu dân để dễ cướp bóc và cai trị. Thông điệp này có phần bóp méo sự thật vì ba lý do. Thứ nhất, nhà xuất bản tri thức chỉ ẩn hầm một phần rất nhỏ trong tri thức nền tảng của thế giới, chủ yếu thuộc các ngành chính trị, lịch sử, tâm lý học và triết học phương Tây. Thứ hai, thật ra nhà xuất bản tri thức chỉ bị cấm phát hành bảy cuốn sách trong tổng số hàng nghìn cuốn mà họ đã xuất bản. Thứ ba, các hoạt động của nhà xuất bản tri thức chỉ là một trong ba lý do khiến ông Chu Hảo bị kỷ luật và hai lý do còn lại có phần nghiêm trọng hơn về mặt chính trị. Bên cạnh đó, các tổ chức cá nhân trên cũng công kích nạn tham nhũng, trọng hình thức trong đảng. Chẳng hạn, cựu đảng viên La Thành viết rằng các đảng viên trẻ chỉ gồm hai thành phần là những người gia nhập đảng vì quyền lực, danh vọng và những người cực đoan về mặt chính trị. Khi đánh giá tác động của phong trào bỏ đảng mà nhóm diễn đàn xã hội dân sự khơi lên hồi cuối tháng 10, dư luận phi chính thống đưa ra những nhận định khác nhau. Trong khi hầu hết giới chống đối cố thổi phòng quy mô, ảnh hưởng của phong trào này, thì La Thành cho rằng phong trào sẽ không làm giảm sức mạnh của đảng vì đảng luôn có thừa nhân sự để thay thế. Cụ thể, từ năm 1986 đến năm 2016, số đảng viên đảng Cộng sản đã tăng lên từ 3,1% lên 4,7% tổng dân số Việt Nam. La Thành cũng cho rằng phong trào bỏ đảng này sẽ không lan rộng trong tương lai gần vì thái độ từ bỏ dứt khoát đó trái ngược với tâm lý phổ biến của người Việt. Tuy nhiên, các trường hợp bỏ đảng có thể làm suy giảm tâm lý sợ hãi, xung kính đảng trong xã hội. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến. Thứ nhất, các học giả nước ngoài và giới chấm cộng trong nước không nên quá đề cao vai trò của ông Chu Hảo. Ngày nay, mọi người Việt Nam ham hiểu biết đều có thể tự nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, rồi tiếp cận với nền tảng tri thức của nhân loại thông qua các thư viện mở hoặc hiệu sách online trên Internet. Không có bất cứ điều luật nào của Việt Nam, bao gồm cả luật an ninh mạng, có thể ngăn cản hoạt động học tập này. Và cần nhớ rằng, trong thời đại thông tin, các lực lượng chính trị thường thi hành chính sách ngu dân bằng cách Tạo ra tình trạng hỗn loạn thông tin chứ không phải bằng sự bưng bít. Trong thực tế, nhóm diễn đàn xã hội dân sự của ông Chu Hảo đã nhiều lần tạo ra tình trạng hỗn loạn thông tin. Chẳng hạn, khi khai thác tâm lý bài trung cực đoan để phát động các phong trào biểu tình, họ đã đóng góp phần gây ra các cuộc bạo động năm 2014 ở Bình Dương, năm 2016 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và năm 2018 ở Bình Thuận. Họ cũng tạo ra các nhóm chống cộng tôn thờ sách triết học khai sáng như Mao Tuyển, như con đường cứu nước duy nhất đúng, thay vì cởi mở đón nhận tri thức đa dạng của nhân loại và thế giới đa dạng xung quanh mình. Tóm lại, việc ông Chu Hảo ra khỏi đảng chẳng ảnh hưởng gì đến học vấn của người Việt Nam vì nhà xuất bản tri thức có nhiều ông Chu Hảo và Internet có nhiều nhà xuất bản tri thức. Thứ hai, chúng tôi mong giới chống cộng có thái độ người lớn hơn trong vụ việc này. Nếu cả họ lẫn ông Chu Hảo nếu không đồng ý với đường lối của đảng cộng sản việt nam họ và ông nên rời đảng một cách im lặng và bình thản thay vì mở cả một chiến dịch truyền thông rầm rộ để khóc lóc về chuyện đó còn nếu muốn góp ý với đảng họ nên chấp nhận sự lãnh đạo của đảng để được đảng lắng nghe càng nói nhiều trong chuyện này họ càng lộ ra bộ mặt ngụy quân tử